mọi người đây một bài hát mang tên là Chậm Lại Một Phút. Và với bài hát này thì em mong là tất cả mọi người dù có đang ở thời gian nào, dù có đang ở độ tuổi nào, chúng ta hãy rất là bình tĩnh và tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp ở những phút cuối cùng. So.